Sally xin đại diện cho toàn thể nhân viên của văn phòng thuế vụ Savitax xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý khách trong thời gian vừa qua và mong muốn vẫn được sự yêu thương và ủng hộ quý khách trong thời gian tới. Xuân Bính Thân 2016 đã đến. Toàn thể nhân viên của văn phòng thuế vụ Savitax xin kính chúc tất cả quý đồng hương gần xa một mùa xuân mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý.